Đến nay, huyện Quảng Xương đã tiến hành khởi công và hoàn thành xây dựng mới nhà ở cho 78 trên 83 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở của năm 2024, đạt 94% kế hoạch. Thời gian từ giờ đến cuối năm không còn nhiều, cấp ủy chính quyền địa phương đang đẩy nhanh tiến độ khởi công và hoàn thiện việc xây dựng nhà ở để kịp bàn giao cho các hộ dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Tự tay bê từng viên gạch, đánh từng xô hồ. Căn nhà mơ ước của mẹ con bà Nguyễn Thị Hoạt ở xã Quảng Long đang dần được hình thành. Nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng của địa phương thật sự quý giá để mẹ con bà quyết tâm xây dựng căn nhà mới, chấm dứt khoảng thời gian nhiều năm trời sống trong căn nhà cũ xuống cấp. Được ở trên hỗ trợ cho rồi mẹ con cũng cố gắng làm, chờ nó càng ngày càng thấy cao, nên là cũng đang trông mong nhanh để hoàn thành đi, để mẹ con được cái nhà khang trang sạch sẽ cao ráo để mở. Đang tất bật dọn dẹp lau chùi căn nhà mới vừa hoàn thiện, gia đình bà Hoàng Thị Gương ở xã Quảng Văn không giấu nổi niềm vui khi được vào ở trong căn nhà mới. Từ nguồn kinh phí 80 triệu đồng của doanh nghiệp hỗ trợ, cùng với sự chung tay góp sức của anh em họ hàng, bà con hàng xóm, căn nhà hiện diện 100m², 3 phòng ngủ kiên cố đã hình thành. Đúng thật sự là không có tiền hỗ trợ của các ban ngành thì mình không biết đến lúc nào vi làm được. Cảm ơn các cấp chính quyền và anh em trong thôn xóm xã huyện rồi trong thôn xóm rồi đã bớt chi tiêu ra để ủng hộ cho mình được số tiền để xây dựng căn nhà này. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, đến nay huyện Quảng Xương đã kêu gọi ủng hộ được hơn 6,4 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, các hộ thuộc diện làm nhà còn nhận được sự chung tay góp sức, hỗ trợ ngày công của các đoàn thể chính trị xã hội, anh em họ hàng, bà con hàng xóm. Trước hết là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Thứ hai là cái tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và tuyên truyền đến nhiều hệ thống. Thứ ba nữa là có cái sự là vào cuộc của các mạnh thường quân và sự đóng góp của toàn thể nhân dân, sự đồng tình ủng hộ, tức là vào cuộc cả hệ thống chính trị để chúng tôi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này. Qua rà soát, huyện Quảng Xương có 212 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí làm nhà trong 2 năm 2024-2025. Huyện đã chủ động triển khai phương án cụ thể, chỉ đạo các xã thị trấn vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền, vận động, đôn đốc người dân khởi công xây dựng nhà theo kế hoạch đề ra. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục để tất cả các hộ gia đình nằm trong danh sách được hỗ trợ nhà năm 2024 là sẽ hoàn thành và đón một cái mùa xuân mới có cái ngôi nhà vững chắc khang trang. Năm 2025 thì chúng tôi tiếp tục triển khai cuộc vận động và tổ chức thực hiện xây dựng nhà ở cho tất cả các hộ theo kế hoạch mà đã được phê duyệt. Tết Nguyên đán năm nay, các hộ được hỗ trợ làm nhà của năm 2024 sẽ đón Tết trong căn nhà mới kiên cố khang trang. Những ngôi nhà nghĩa tình được dựng lên từ sự yêu thương sẻ chia, chung tay góp sức của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và cộng đồng dân cư là nguồn động viên lớn giúp các hộ nghèo vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.